Quý vị thân mến, những thông tin nổi bật tiếp theo có thể điểm qua như là theo thông báo mới nhất từ phía Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất là sẽ chi 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho người lao động. Dự báo xăng dầu sẽ tiếp tục gia tăng trong phiên điều chỉnh chiều nay, hay như tập đoàn Vingroup chính thức ký kết hợp tác với Google Cloud nhằm phát triển và triển khai về công nghệ chuyển đổi số. Cụ thể tất cả những thông tin trên sẽ có trong cụm tin kinh tế ngay bây giờ. Chiều 24 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc sử dụng 30.000 tỷ đồng kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 để hỗ trợ cho người lao động đang tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, người lao động được hỗ trợ trực tiếp một lần bằng tiền mặt, còn người sử dụng lao động được giảm mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ mức 1% xuống bằng 0% quỹ lương hàng tháng của doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ mùng 1 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Thời gian hoàn thành việc hỗ trợ cho người lao động chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chiều nay ngày 25 tháng 9, dự kiến Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, nếu không trích quỹ bình ổn, dự báo giá xăng dầu có thể tiếp tục tăng hơn 300 đến 400 đồng một lít tùy loại. Được biết, quỹ bình ổn giá một số đầu mối đang bị âm nên khả năng tăng giá bán lẻ trong nước là rất cao. Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất ngày 10 tháng 9, giá xăng E5 RON92 được cơ quan điều hành tăng 250 đồng một lít, thành 21.397 đồng một lít. Các loại dầu tăng cao hơn, trong đó dầu diesel tăng 360 đồng mỗi lít, dầu hỏa tăng 320 đồng mỗi lít, còn dầu mazut tăng 900 đồng một kg. Nếu dự báo trên là đúng, giá xăng dầu trong nước sẽ có lần thứ hai tăng liên tiếp sau khi kết thúc chuỗi giảm sâu. Tập đoàn Vingroup và Google Cloud Mỹ đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ về việc triển khai chiến lược chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn. Theo thỏa thuận, Vingroup và Google Cloud sẽ trở thành đối tác chiến lược trong quá trình chuyển đổi số trên quy mô toàn tập đoàn. Hai bên sẽ làm việc chặt chẽ để thúc đẩy áp dụng điện toán đám mây trên nền tảng Google Cloud và nghiên cứu tiềm năng ứng dụng các công nghệ dựa trên điện toán đám mây như máy học, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu thông minh trong các lĩnh vực kinh doanh đa dạng của tập đoàn Vingroup. Việc hợp tác với Google Cloud là một trong những bước tiến để Vingroup sở hữu những công nghệ tiên tiến, từ đó tối ưu hóa năng lực và nâng cao trải nghiệm cho người dùng.